Dạ, xin thân ái mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thật Hơn Hậu Giang ạ. Hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị những 19 phôi mai tứ quý nha cô chú anh chị ha. Dạ, địa điểm bán phôi của anh Hiếu ở đường Nguyễn Văn Cường, thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Đây là một số phôi mai tứ quý, xíu nữa anh Hiếu giao lưu cùng quý cô chú anh chị nha. Rễ khá đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, rất mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Hiếu ạ. Dạ, bây giờ em xin phép vào clip giới thiệu mai hôm nay luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, rồi anh chào anh Hiếu ơi. Chào Phương, rồi cũng Duy Hiếu cũng mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay Duy Hiếu cũng tiếp tục lên được 19 phôi mai tứ quý ha. Mong giới thiệu đến cô chú ha, mong được cô chú ủng hộ. Số điện thoại của em là 0907 864 124 nghe cô chú anh chị. Bữa nay em lên phôi tứ quý không nghe cô chú. Rồi đây là phôi số 1. Phôi tứ quý mã số 1. Mã số 1 nghe cô chú anh chị. Đế cũng đều ha. Dán trực luôn nghe cô chú anh chị. Nở luôn nha cô chú anh chị. Đế nở cũ luôn ha. Dạ rồi. Hoành thăng. Hoành thăng 24 nha cô chú anh chị. Dạ, 24. Chiều cao là 69 ha. Đường kính bầu là 41 nha cô chú anh chị. Rồi cây tứ quý mã số 1 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa giá 1 triệu ha. Dạ. Rồi, mã số 1 tứ quý giá 1 triệu nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Hôm nay em có 19 cây phôi mai tứ quý không nha cô chú. Chứ không có mai vàng. Đây, tiếp tục mã số 2. Số 2 cũng là tứ quý luôn. Cũng là tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Đó, lùng lực luôn nha cô chú. Này mình mua về nhà vườn, mình mua về là qua Tết mình ghép là ok nha cô chú. Tứ quý ghép nó mạnh lắm nha. Đó. Dạ, cộng gửi cho bá luôn cô chú anh chị ơi. Cộng gửi lực không nha cô chú. Dạ rồi. Đây là mã số 2 nha cô chú anh chị. Rồi, em cho hoành thăng. Hoành thăng cây này được 30 nha cô chú. Chiều cao là được 44 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là được 42. Rồi cây tứ quý mã số 2 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa giá là 1.300.000. Dạ, 1.300.000. Rồi mã số 2. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3. Đó, cây này đế nơm ha, đế cũ ha cô chú anh chị. Dán trực luôn ha, có cành có luôn nha cô chú. Mấy cây này mình mua về là mình ghép là ok nha cô chú anh chị. Rồi, đâm số của em luôn nha. Để nơm luôn cô chú. Để nơm luôn. Cái hoành thăng ngay đây là 28 ha. Em đo cái củ xuống đây nó nở ra. 38 nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao từ mặt bầu mà lên tới đỉnh của em nó là được 87 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 42. Rồi, cây mã số 3 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa giá là 2 triệu ha. Dạ 2 triệu bao ship luôn nha cô chú ơi. Mã số 3 giá 2 triệu nha cô chú. Em dạ. Bao ship. Dạ rồi. Cô chú anh chị thấy ưng ý phôi nào thì mình báo mã số ngày hoặc là chụp màn hình lại cho anh Hiếu nha cô chú anh chị nha. Rồi, đây là mã số 4 ha. Rồi tứ quý số 4. Cây này đế cũng đều ha. Dạ rồi. Đấy cũng đều gắn chật luôn nha cô chú. Rồi hoành thăng em nói là 27. Dạ. Chiều cao là 73. Đường kính bầu là 38. Rồi cây tứ quý mã số 4 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa giá 1 triệu 2 luôn ha. Dạ 1 triệu 2 bao ship luôn cô chú anh chị nha. Em hôm nay em bán giá hữu nghị nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Tiếp theo mã số 5. Số 5 cũng là phôi tứ quý ha, để giữ lắm nha cô chú. Cái này có cành có luôn nha cô chú anh chị. Có cành có luôn nha cô chú. Dạ rồi. Rồi. Em cho hoành thăng. Hoành thăng em nói là 31 nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 77. Đường kính bầu là 40.
Rồi cây tứ quý mã số 5 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa ha, giá là 1.800.000. Dạ 1.800.000 nha cô chú anh chị ơi, giá hữu nghị dễ chơi, mình mua về dễ ghép luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, ở cây em luôn nha. Rồi, tiếp theo. Cây này đẹp cô chú ơi. Mã số 6 cô chú ơi. Cây nào đế đều hết trơn. Đế đều mà đế cũ ha cô chú. Cốt cành luôn ha, dáng chật luôn nha cô chú. Đó, cây này đế đẹp lắm. Cốt cành đóng hết biết luôn cô chú ơi, thoát thân cũng đẹp luôn. Như cái quạt vậy. À, đều băng luôn cô chú. Cây này mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi em cho cái hoành thân. Hoành thân cây này ngay vị trí này ha cô chú là 31 ha. Dạ 31. Cái cũ ha. Cái cũ đặt nè, cái cũ đặt là 48 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Đó. Cái chiều cao. Chiều cao là 85 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu của em nói là 50 ha. Cây này mình về mình vô chậu 6 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 6 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá 4.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ 4.500.000 cô chú ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mã số 6 nha cô chú. Dạ. Rồi. Cây này khá đẹp nha cô chú. Số nào nặng kim phiên phụ vậy? Không, không có nặng. Rồi cây mã số 7. 7, cây này. Cây lùng lực ha, đế đều ha, đẹp ha. Dạ, vót ngọn luôn nha cô chú anh chị. Cây mã số 7 nha cô chú. Rồi hoành thân là 31, 32 tính 31 ha. Chiều cao là 52 ha. Đường kính bầu là 42. Rồi cây tứ quý mã số 7 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá là 1.600.000. Dạ 1.600.000 luôn. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 8. Đây. Mã số 8 nha cô chú anh chị. Bữa nay giao lưu cây tứ quý nào cũng đẹp hết nha cô chú anh chị. Cây này dáng la lắc lượng ha, có cành luôn ha cô chú anh chị. À. À. Đế bỏ đều luôn. Đế bỏ đều luôn. À, đó. Dạ rồi. Rồi hoành thân 35. Dạ. Chiều cao 70. Đường kính là 45. Này mình về mình ghép là ok nha cô chú anh chị, ghép những giống mai mới mình vô ha, là mình chơi qua năm sau là mình chơi rất là ok ha. Rồi cây mã số 8 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa ha, giá là 2.800.000. Rồi 2.800.000 mã số 8. Dạ. Tiếp theo là mã rồi, số 9. Mã số 9 nha. Cây này là một cây cánh gừng, như cánh gừng vậy ha cô chú, nó dính nha cô chú. Đó. Cây này mình về mình ghép luôn. Cái bật ra là mình chơi ha, cây rất đẹp ha cô chú. Cây liền ha. Dạ, lùng lực luôn ha cô chú anh chị. Rồi hoành thân em đo tổng cái hoành thân đó nghe cô chú, nó liền. Và tổng hoành là 48 nghe cô chú. Dạ. Chiều cao là được 37 ha. Đường kính là 45. Rồi cây mã số 8, số 9 em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá là 2.500.000 ha. Dạ số 9 là 2.500.000 nha cô chú anh chị. Bao ship luôn cô chú ơi. Bao ship luôn cô chú ơi. Giá hữu nghị đó cô chú ơi. Rồi. Tiếp theo. Mã số 10. Mã số 10. Đó, cây này à. Đế ra đều mà đế cũ nữa ha cô chú, cốt cành chẳng chật luôn ha. Đó. Cũ nở cho bá luôn. Cũ nở cho bá. Dạ rồi. Rồi em cho hoành thân. Hoành thân vị trí này là 37. Dạ rồi. Cái cũ em đo tới dưới này, cái cũ đặt nó luôn nha cô chú. Đây là 44 nè nghe cô chú. Dạ. Đó. Rồi, chiều cao. Này mã số 10 hả cô chú, chiều cao là 80. Đường kính bầu 50. Cái này mình cũng về vô chỗ 6 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 10 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa một voi mai tứ quý là giá là 4.700.000. Dạ 4.700.000 cô chú anh chị ơi. Mã số 10 nha. Dạ. 4.700.000 nha cô chú. Dạ rồi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo. Đây. Mã số 11. Đó. Cây này mới giữ nè cô chú ơi. Hoành thân đây cũ nó nở bự luôn ha, đế nó đều bốn mặt hết trơn luôn nha cô chú. Nó đế lực không nha. Cộng à, cốt cành rắn chực luôn ha. À, cây này đẹp cô chú anh chị ơi. Cây này khá đẹp lắm cô chú ơi. Dạ rồi.
này mã số 11 ha cô chú anh chị. Đây. Hoành thân 35, dạ. 36 em tính 35. Chiều cao 75. Cái cũ đặt nó nè, em đo cái cũ đặt cho cô chú mình tham khảo. Đây dưới này thôi là 47 nè ha cô chú anh chị. Dạ. Nó là trên này em đo ngay đây thôi ha nó. Cái được cái cũ nè, nó nở dữ lắm, cây này ở ngoài cô chú mà nhìn là đẹp lắm. Đường kính bầu là 48 nha cô chú anh chị. Cây này mình về mình vô chậu 5 mà ém luôn á cô chú ơi. Rồi cây mã số 11 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá là 5 triệu hả cô chú anh chị. Dạ 5 triệu mã số 11. Thôi à, túi quý hết nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Đổi cây. Rồi tiếp theo 12. Rồi cũng là dáng trực không cao luôn ha. Đế cũng đều ha cô chú anh chị. Có đế cho mấy cây này mình về đón nhà vườn ha. Giá hữu nghị cho cô chú mình ghép ha. Năm sau ghép những giống mai mới đẹp vô, năm sau mình ra chợ rồi nghe cô chú. Dạ rồi. Đây. Hoành thân 30. Dạ rồi. Cốt cành có nha cô chú. Chiều cao là 1m03. Đường kính bầu là 40. Rồi cây mã số 12 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá là 1 triệu 100 ngàn. Dạ. 1 triệu 100 ngàn thôi nha quý cô chú anh chị, bao ship luôn nha. À, cây dạ, kéo nhựa phát triển mạnh nha cô chú anh chị. Rồi rồi, cây giùm em luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 13. Dạ hôm nay mình giao lưu bao nhiêu cây anh Hiếu? 19 cây. Dạ 19 tứ quý không cây, nha cô chú. Tứ quý không luôn. Đây đây cây này đế đều ha. Đó, dán trực luôn ha cô chú anh chị. Đó. Dạ rồi. Rồi hoành thân. Rồi hoành thân em nói là 32. Dạ. Cộng rễ lớn lớn không nha quý vị. Đế lực luôn ha cô chú. Chiều cao 96. Đường kính bầu 50. Rồi cây mã số 13 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá là 2 triệu ha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 13. 2 triệu đồng. 2 triệu bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em là 0907 864 124, số đó là số Zalo luôn cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Đổi cây. Rồi, tiếp theo lên mã số 14. Là một cây lùng lực ha. Đó, cây này đế. Cây nào đế nở cũ luôn ha. À, cốt cành luôn ha cô chú anh chị, đế nè. Khá không cô chú. Dạ rồi. Mã số 14 ha. Rồi, em cho cái hoành thân. Hoành thân em nói ngay vị trí. Hoành thân của em nói ngay vị trí này ha cô chú anh chị. Là 32, 33 dạ, tính 32. Cái cũ đi. Thôi cũ luôn, cái cũ nở. Cái cũ là được 42. Dạ. Rồi, chiều cao. Chiều dạ, cao là 75. Có cành có nha cô chú ơi. Rồi đường kính bầu là 50. Rồi cây mã số 14 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá là 3 triệu 900 ngàn. Dạ 3 triệu 900 ngàn. Cây này đẹp cho cô chú anh chị. Dạ rồi. Đây tiếp theo một cây dáng bay mã số 15. Cây tứ quý mà dáng bay có chân triệu trước luôn ha cô chú anh chị. Nè có cái đuôi luôn nè cô chú ơi. Đó, cây tử nè, bay nè, nó đúng là này là chính hiệu bay hết cô chú. Đó chứ không có nó bay chưa cái đuôi là dẫn lên. Đó cô chú nào mà về muốn để không để thì cắt cũng bình thường. Đó, để em để vậy. Dạ rồi. Rồi em đo tổng hoành này hết cô chú. Đây. Tổng cái hoành này là 41 ha. Dạ. Rồi cái hoành cái thân bay chính nè, em đo cái thân bay đi. Đây là 27 ha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao từ mặt bầu lên cái đỉnh trụ này là nó 37 ha. Cái từ cái đây nó ra cái cần bay nó là được 50 nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, cây này đẹp lắm cô chú ơi. Cốt cành vậy có này, về mình tán lùn xuống chút nữa cái mình ghép ra cái là bật ra là chơi khá là ok nha cô chú anh chị. Dạ. Nè, nó có chân triệu rồi ha, nó có củ luôn ha. Đó. Em đo cái củ nó cái cho cô chú mình hình dung được cái cây nó bự. Cây này khá đẹp lắm. Củ là 51 cô chú ơi. Dạ, củ nở nha cô chú anh chị. Đó, ha. Củ nở nha, nó có cái cục gù gù đây nè ha. Dạ rồi. Rồi cây dáng bay này mã số 15 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá là 4 triệu 200 ngàn. Dạ 4 triệu 200 ngàn. Đó, dạ cây dáng bay ha, hoành 42 nha cô chú anh chị.
Đây, khá đẹp cô chú ơi. Cho em luôn nha. 16. Mã số 16 nha cô chú anh chị. Để đều ha. Để dán trực con cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Mình mua về ghép à, mấy cái giống mới nó mạnh lắm nha cô chú anh chị ha. Khá ok nha cô chú, ghép giống cây tứ quý mà ghép là khá ok ha. Tứ quý giờ nó cũng hiếm cô chú ơi. Vành thân là 28 nha cô chú anh chị. Ghép xong cái sang năm đem ra Zalo tiếp. Chiều cao là 74 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu em nói là 48. Rồi cây mã số 16 này em xin Zalo đến cô chú anh chị gần xa, giá là 2.500.000. Dạ. Cây tứ quý ha. 2.500.000. Khá đẹp cô chú ơi. Dạ rồi. Rồi 19 cây tứ quý nha cô chú anh chị, còn mình còn 3 cây nữa nha. À, mã số 17. À, cây này dán gọng lắc ha, cốt cành ha cô chú, dán khum khum ha, đế đều đế cũ luôn nha. Đó. À. Lắc luôn nha cô chú ơi. Cây này khá cây không cô chú ơi. Dạ. Rồi. Rồi, cho hoành thân. Hoành thân em nói là được 29 nha, 30 em tính 29 nè cô chú. Dạ. Chiều cao là 79 nha. Đường kính bầu là 50. Rồi, cây mã số 17 này em xin cho lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá là 3.500.000. Cây phôi mai tứ quý luôn nha cô chú. Rồi, 3.500.000. Số điện thoại của em là 0907 864 124 nha cô chú anh chị. À, em ở thành phố Cần Thơ nha. Dạ rồi. Tiếp theo mã số 18, dán trực phong cao ha cô chú, đế cũng đều ha. Cây nào cô chú này mua về mình ghép là ok. Dạ rồi. Hoành thân 30. Dạ hoành 30. Chiều cao là 1m06. Đường kính bầu là 50. Rồi cây mã số 18 này em xin giao lưu đến cô chú anh chị gần xa, giá 2.200.000. Dạ. Mã bao số... ship toàn quốc nha cô chú anh chị. À, bao ship hay cô chú. À. Rồi đổi cây. Dạ rồi. Đây. 19. Rồi cây mã số 19 nha, cũng dán trực luôn ha cô chú anh chị. Đấy nó cũng khá ha cô chú. Rồi cho hoành thân. Hoành thân 26. Dạ hoành 26. Chiều cao em nói 79. Đường kính bầu 42. Rồi cây mã số 19 cũng cây cuối clip ha. Cây này em giao lưu là 800.000 nha cô chú anh chị. Dạ cuối clip giá hữu nghị luôn cô chú ơi. 800.000. Rồi hôm nay Di Hiếu có lên được 19 phôi mai tứ quý ha. Mong được cô chú ủng hộ. Số điện thoại của Di Hiếu là 0907 864 124. Số đó cũng là số Zalo luôn ha cô chú anh chị. Mong được cô chú ủng hộ nha. Rồi cũng mến chào cô chú. Dạ rồi, em cảm ơn anh đã chia sẻ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết clip giới thiệu phôi mai hôm nay của kênh ạ. Anh Hiếu Zalo 19 phôi mai tứ quý đẹp như cô chú anh chị. Mong quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho anh Hiếu ạ. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị vào những lúc sau nha.